Sáng 41, Đại tá Lê Văn Mót, trưởng công an huyện Phú Quốc, Kiên Giang, cho biết công an huyện đang tạm giữ Huỳnh Văn Bảo, 17 tuổi, ngụ tổ 9, ấp Bãi Bùn, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, để điều tra làm rõ vụ đốt cháy nhà mình cháy luôn nhà hàng xóm. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 3 tháng 1, Bảo đi nhậu về trong người đã say, không biết nguyên nhân gì đã châm lửa đốt nhà. Trong lúc đó gió to đã cháy lan sang nhà ông Nguyễn Văn Hùng, 71 tuổi, ở cạnh bên. Khi đám cháy xảy ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện Phú Quốc đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Sau đó, công an tạm giữ Bảo để phục vụ công tác điều tra. Ông Nhâm Quang Cử, tổ trưởng tổ 9, ấp Bãi Bùn, cho biết căn nhà bán tạp hóa có rất nhiều thùng giấy nên cháy quá nhanh. Khi cháy phát các tiếng nổ từ các bình gas, khủng khiếp lắm. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người. Ông Hùng cho biết cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Hiện tại, vợ chồng tôi chỉ còn mỗi người một bộ đồ mặc trên người. Nhà tôi bị thiệt hại 100% tài sản. Tối qua, ấp đã bố trí chỗ ở tạm cho vợ chồng tôi, ông Hùng nghẹn ngào cho hay.